Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình nhé. Đây, hôm nay mình quay video hai mẹ con chuột lang Silky này. Mẹ thì màu trắng nhỉ. Chuột lang con thì màu vàng, mặt rất đẹp đấy. Mình vừa bỏ lá cho hai mẹ con ăn. Chuột lang mẹ mới sinh bị rụng một mảng lông trên lưng này. Mặt cũng rất là đẹp. Nhà chuột lang con này. Dòng này sinh ra là nó đã chạy nhanh và nó ăn được như thế này rồi. Ngay bên cạnh đây là cặp đôi chuột lang Abi đang sinh sản. Còn chuột lang cái này mới đẻ được 3 con. Đẻ xong mình đã tách đàn rồi. Trông hai thằng bên cạnh nó thèm lá mặt cưng gì. Chuột lang Mỹ được. Chuột lang này được nọc này rất đẹp các bạn nhé, đẻ được rất là đẹp. Còn chuột lang đực này phối rất được rất nhiều lứa rồi này, rất là to. Con này mình để làm giống để các bạn nhé, được nọc này to. Này không thể cầm một tay được luôn, hơn cân. Mặt cưng chưa.
đây mình sẽ đổi với con đực nọc kia. Đây là con cái các bạn nhé. Đẻ mấy lứa rồi, đẻ rất ngoan này. Cái này. Đẻ mấy lứa rồi. Đây. Con đực này chị đã nuôi kiểng đây, hơi đã mái hơi kém một chút rồi. Bây giờ mình sẽ tách bé này ra. Đây, cũng đực đây. Nhưng mà không hiểu sao lúc phối giống không thấy đậu nhiều. Ghép đôi thành công rồi các bạn nhé. Bây giờ chỉ đợi khoảng 2 tháng nữa là có một cặp đã sinh sản. Còn đực nọc rất to. Hai con đực cạnh chuồng nhau đang ghè nhau ấy. Răng nó cắn vào nhau. Đấy, nó đang kè nhau để tranh con cái. Đấy, đấy, đấy. Thả đực mới vào là chịu đực ngay, nó định đang phối giống các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.